Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán nên thời điểm này người dân ở làng nghề Đồng Tháp đang hối hả chạy đua với thời gian để đảm bảo lượng hàng phục vụ Tết. Dự báo nhu cầu của thị trường năm nay tăng cao nên không khí sản xuất rất khẩn trương. Những ngày này, gần 300 hộ dân tại làng nghề sản xuất chổi lông gà ở xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật làm việc với công suất gấp đôi ngày thường. Riêng cơ sở sản xuất chổi 6 lời đã bán được số lượng gấp 6 lần thời điểm này năm ngoái. Cái ngày thường chổi mặn gì là một ngày 50 cây, 30 cây. Thời điểm mà gần Tết á, thì nó mặn tăng lên cỡ như là 70 đến 100 một ngày mỗi một ngày. Hút nhất là cái nghề chổi xào, là chổi quét cái nhện đó. Còn tại làng nghề dệt chiếu xã Định Yên, không khí sản xuất cũng khá nhộn nhịp. Sản lượng chiếu làm ra của mỗi hộ cũng tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nên giá chiếu năm nay cũng tăng từ 3 đến 4 ngàn đồng một chiếc. Tuy nhiên các đơn hàng cũng về đây dồn dập do xu hướng người dân quay trở lại sử dụng chiếu lát truyền thống thay cho hàng Trung Quốc. Nó hút hơn những ngày thường 20%, mẫu mã tao cần đáp ứng cái nhu cầu của người ta. Lao động ngày thường 7-8 người, rồi ngày cận Tết nó phải tăng lên khoảng mười mấy 200 người. Còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết. Thế nhưng, ngay từ lúc này, người dân tại làng nghề bánh tráng Tân Phước, huyện Lai Dung đang tất bật sản xuất để kịp cho ra lò những mẻ bánh phục vụ nhu cầu Tết. Ngoài lao động chính sản xuất tại cơ sở và mùa làm hàng Tết, các chủ lò bánh tráng thường phải nhận thêm lao động để làm đủ hàng cung cấp cho thị trường. Điều này góp phần giải quyết việc làm cho trên hàng trăm lao động nhàn rỗi tại địa phương. Như hồi lần thì tôi mướn có 2 người, bây giờ thì tôi mướn tới 4 người mới đủ, bị 2 lò á. Có ngày thường thì như cái này thì mướn 100, Tết thì 120, nhiều nữa thì chắc nhiều nữa thì 150, còn mấy người phơi thì 80, ngày thường 100, Tết thì tăng. Nhờ mở rộng thị trường nên đơn đặt hàng năm nay tăng lên và thương lái đến mua cũng nhiều hơn so với các năm trước, nên số lượng sản phẩm mà các làng nghề sản xuất cũng tăng lên. Mùa hàng Tết đến sớm đã mang niềm vui đến cho người dân nơi đây.